Qua 9 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, cho thấy sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên đang có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 10%, sản xuất, phân phối, điện tăng gần 12%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng hơn 26%. Đặc biệt, hai ngành có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng của khu vực công nghiệp là sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng hơn 23% và sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng gần 38%. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có 10 khu công nghiệp với hơn 470 dự án đang đi vào hoạt động, chiếm 78% số dự án đầu tư còn hiệu lực. 9 tháng năm 2024, giải phóng mặt bằng thêm được trên 37 ha, cho thuê trên 220 ha đất công nghiệp. Thực hiện xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được thêm trên 430 ha, vượt hơn 70% kế hoạch đã giao là 250 ha. Thêm 28 dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 2.500 lao động.